Tại sao đến bây giờ công ty anh chưa giao hàng cho chúng tôi? Anh có biết là trễ hạn một tuần rồi không? Tôi xin lỗi. Thực sự là đợt này chúng tôi có một chút vấn đề. Mong anh thông cảm cho chúng tôi chút. Nhưng tôi hứa chắc chắn 3 ngày tới chúng tôi sẽ hoàn thành. Tôi á không cần lý do. Tôi cho cậu đến ngày mai á. Nếu mà không xong thì chúng ta ngừng hợp tác đi. Có việc gì vậy con? Chắc con không thể tiếp tục công việc nữa ngoại ạ. Con hết sức rồi. Chắc con về bán với ngoại quá. Đó là công việc mà con phải mất bao thời gian và công sức mới có được. Thì cho dù bây giờ con có khó khăn mệt nhọc cách mấy, con cũng phải cố gắng để đừng lãng phí tuổi xuân của con chứ. Dạ, con hiểu rồi ngoại. Con sẽ cố gắng. Bà ơi, con thành công rồi. Thôi hãy